Cổ động viên Man United sáng nay dùng mọi hy vọng lỡ bật TV lên vào lúc 2 giờ sáng mà xem đến đoạn Jadon Bowley mở tỷ số ở phút 35 cho Sheffield. Chắc hẳn họ đã phải hận bản thân mình vì đã lỡ yêu một câu lạc bộ như Quỷ Đỏ. Sheffield là đội bóng yếu nhất Premier League mùa này khi mọi chỉ số của họ đều bét bảng. Hàng công chỉ ghi được 33 bàn thắng, hàng thủ để thủng lưới 92 bàn. Trong tay chỉ nắm giữ 16 điểm, cũng đồng nghĩa vé xuống hạng cũng đã chờ sẵn đội bóng vùng Yorkshire. Ấy thế mà Man United vẫn để họ chọc thủng lưới trước. Đây tiếp tục là điều rất khó chấp nhận chỉ vài ngày sau khi câu lạc bộ chủ sân Old Trafford bị Coventry nạ 3 bàn vào lưới. Nhiều người trách móc hàng tiền vệ của Man United mùa này quá yếu. Họ bạc nhược đến nỗi không kiểm soát được tuyến giữa ở bất cứ trận đấu nào. Điều này đúng nhưng chưa đủ để đi đến kết luận vì sao Man United lại phải đối mặt với nhiều pha dứt điểm đến thế dù đá với bất kỳ câu lạc bộ nào. Một nguyên nhân khác quan trọng không kém là hàng công cùn mòn, thiếu sức sát thương. Do Man United sút cực tệ nên đối phương chẳng việc gì phải sợ họ. Hãy lấy ví dụ trong trận đấu dạng sáng này. Hiệp 1 đã chứng kiến thế trận áp đảo của Man United với tỷ lệ kiểm soát bóng là 83% và 17 lần dứt điểm. Trong đó 7 lần chúng hướng vào cầu môn. Cơ hội rõ nhất thuộc về Alejandro Garnacho, người không thể thắng thủ môn Wesley Fotheringham dù có nhiều thời gian ngắm nghía trước khi dứt điểm trong vòng cấm. Chẳng ai hiểu vì sao tiền đạo quốc tịch Argentina có thể dứt điểm ẩu đến như vậy. Người thực hiện hai cú dứt điểm tiếp theo là Antony. Và bạn biết rồi đấy, chất lượng các pha dứt điểm của tiền đạo người Brazil khiến người ta phải thắc mắc rằng sao anh có thể là cầu thủ chuyên nghiệp nhận 200.000 bảng mỗi tuần. Nhân vật thứ ba thực sự là Rasmus Højlund, rất quyết tâm, rất năng nổ và khao khát chấm dứt cơn khát bàn thắng, thể hiện rõ trong từng bước chạy của chân sút người Na Uy. Mặc dù vậy, pha dứt điểm chìm với ý đồ xỏ háng của Højlund không thể thắng được thủ môn bên phía Sheffield. Ít phút sau, Man United thủng lưới theo kịch bản từng diễn ra nhiều lần từ đầu mùa. Thủ môn Onana chắc chắn sẽ phải trách mình rất nhiều. Anh đưa bóng lên không khác gì kiến tạo cho Archer. Và cầu thủ này dứt khoát dẫn bóng về áp sát khung thành rồi đặt lòng đơn giản tung lưới đội chủ nhà. Onana đã chơi rất tốt giai đoạn thảm họa đầu mùa. Nhưng đây là tình huống mà thủ thành người Cameroon không được phép lặp lại bởi Man United đã tồn tại quá nhiều vấn đề. Bị đối thủ yếu dẫn bàn ngay trên thánh địa Old Trafford, đương nhiên MU phải vùng lên tấn công mạnh mẽ. Và rốt cục họ đã được cứu rỗi bởi tấm gương vượt khó Harry Maguire. Phút 42 xuất phát từ một tình huống đá phạt do Bruno Fernandes thực hiện, Garnacho nỗ lực cứu bóng sát đường biên ngang rồi thực hiện quả tạt vào trong cho Maguire. Và với vị trí đã chọn rất tốt, cầu thủ 31 tuổi không cần bật nhảy vẫn có thể thực hiện cú lắc đầu đẳng cấp đưa bóng về góc xa trong sự bất lực của Fotheringham. Đáng chú ý, Sheffield chính là câu lạc bộ thời thơ ấu đã dạy cho Maguire những bài học đầu tiên. Do đó, anh không ăn mừng cuồng nhiệt. Song các cầu thủ của Man United cần phải nhìn vào tinh thần của cựu thủ quân mà học tập. Đó là không gáy nhiều và hãy tập trung nâng cao chất lượng thi đấu. Trong trận đấu với Coventry, không ít lần Maguire bực tức vì sự kém hiệu quả của Rashford nên đã leo biên, dứt điểm như một tiền đạo thực thụ. Mùa này thực sự vô cùng thăng trầm với Maguire. Từ chỗ bị người thầy ghẻ lạnh và thường xuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị, mà cũng một phần là do thể hiện kém trên sân cỏ, Maguire nỗ lực hoàn thiện bản thân và ra sức chứng tỏ lại năng lực mỗi lần được ra sân, để rồi anh ngày càng được tin tưởng nơi hàng phòng ngự. Chẳng những vậy, Maguire còn đóng góp tích cực cho mặt trận tấn công và bàn thứ hai vừa rồi trong hai trận liên tiếp là minh chứng hùng hồn. Nhưng tưởng thế này là Man United phải giác ngộ rồi, nhưng không, đã xem Quỷ Đỏ còn phải đau tim nếu bạn là fan ruột của họ. Còn nếu là một cổ động viên trung lập, bạn sẽ được thưởng thức một vở hài kịch đảm bảo là cười ra nước mắt. Sau giờ nghỉ, hệ thống phòng ngự của Quỷ Đỏ bị xuyên phá một lần nữa với pha làm bàn ở ngay phút thứ 50 của Brereton, qua đó nâng tỷ số lên 2-1 cho Sheffield United. Dù tập trung rất đông đảo nhân sự bên phần sân nhà, nhưng Quỷ Đỏ vẫn để đội bóng cuối bảng phối hợp trước khi Brereton Diaz tung đòn kết liễu Onana. Cả hai bàn thua, tốc độ phản ứng của hàng thủ Man United rất chậm. Họ quá tập trung vào bóng mà không bố trí người chiếm giữ các khu vực ở vòng cấm. Ví dụ như ở bàn thua thứ hai này, tất cả các cầu thủ bị thu hút về phía cánh trái và để hỏng toàn bộ khu vực trước mặt Onana. Brereton Diaz nhìn thấy điều đó, anh ta chạy vào chiếm lĩnh không gian và nhiệm vụ còn lại rất đơn giản khi đồng đội đã chuyển chính xác. Thêm một lần nữa bị đội bẹt bảng dẫn trước. Lần này mà không tỉnh ra thì chắc chẳng ai cứu nổi Man United. Và nhân vật chơi quyết tâm nhất của họ lại xứng đáng nhận được lời khen. Áp lực mà Maguire tạo ra khi tham gia tấn công còn lợi hại hơn tất cả các tiền đạo của Man United cộng lại. Anh khiến cho đối phương phải kéo áo trong vòng cấm,
Và trọng tài lấy đâu ra lý do để từ chối một quả phạt đền đây? Cựu thủ quân kiếm penalty và thủ quân hiện tại không thể từ chối món quà. Bruno nhẹ nhàng điền tên lên bảng tỷ số với phong cách đá penalty bình tĩnh của mình. Và rồi người thủ quân mẫu mực đưa Man United vươn lên dẫn bàn. Phút thứ 81, Bruno Fernandes nhận bóng từ Menu ở cự ly hơn 20m, xử lý vài nhịp trước khi tung ra cú sút chân trái không thể cản phá. Và nỗ lực cứu thua trong tuyệt vọng của Fodoringham chỉ càng tô điểm cho siêu phẩm của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Chưa dừng lại ở đây, chính Bruno Fernandes đã khống chế gọn gàng đường chuyền ở trung lộ ra sau lưng hàng thủ đối phương của Diogo Dalot, rồi căng ngang cho Højlund băng vào dứt điểm cận thành đơn giản, ấn định chiến thắng 4-2. Một khoảnh khắc có ý nghĩa đầy quan trọng với Højlund khi anh đã tịt ngòi suốt một khoảng thời gian dài sau chấn thương. Cần nhớ rằng Højlund từng có mạch 6 trận liên tiếp ghi bàn sau khi thông nòng ở trận thắng Aston Villa. Phải chăng đây cũng là khởi điểm cho giai đoạn ghi bàn liên tiếp của anh? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi với một cầu thủ trẻ, cảm hứng là điều vô cùng cần thiết, mà Højlund thì đã có được nó trong ngày thi đấu hôm nay rồi. Về phần Bruno, đây cũng chính là ngày thi đấu ấn tượng nhất của anh trong mùa này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tung ra tới 9 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội, key pass, 8 trên 12 đường chuyền dài chuẩn xác và 5 cú tạt bóng đi đúng địa chỉ. Với sự ảnh hưởng to lớn lên lối chơi và cả kết quả trận đấu, SofaScore đã chấm Bruno Fernandes 10 điểm tuyệt đối. Lần đầu tiên tại ngoại hạng mùa này, Man United ghi được 4 bàn thắng trên sân nhà. Chiến thắng 4-2 đưa họ lên thứ 6, hơn một bậc so với Newcastle, đối thủ 0-2 trên sân Crystal Palace. Thầy trò Erik ten Hag sẽ phấn đấu cho xuất dự Europa League hoặc Conference League trong bối cảnh hy vọng tham dự Champions League gần như không còn. Quả là cái đắng, đầu mùa đặt mục tiêu vô địch, giữa mùa phấn đấu lọt top 4, còn giờ thì cố sống cố chết giành xuất dự Europa League. Chiến thắng 4-2 trước Sheffield United giúp đoàn quân của Erik ten Hag trở lại vị trí thứ 6 quen thuộc. Lúc này, Quỷ Đỏ đã có 53 điểm sau 33 trận, hiệu số dừng 1. Phía trước họ, Aston Villa có 66 điểm sau 34 trận, còn Tottenham có 60 điểm sau 32 trận. MU đón thêm tin vui khi Newcastle thất bại trên sân Crystal Palace. Cũng bởi kết quả này, chiếc chòe bị bỏ lại, tạo đà cho Man United bứt phá. Về lý thuyết, cuộc đua top 4 của Man United chưa khép lại. Tuy nhiên, khó khăn với Quỷ Đỏ là rất lớn trong hành trình cuối mùa giải. Thế nên, có lẽ họ phải tự hài lòng với những giải đấu cấp thấp hơn. Nhưng như thế chẳng mấy phù hợp với đẳng cấp của Quỷ Đỏ.